Rồi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại video tiếp theo của tôi. Nếu các bạn đang có 200 triệu thì mà các bạn muốn đầu tư một chiếc xe tải thì các bạn đã biết là mình nên đầu tư chiếc xe nào chưa? Thì ngày hôm nay đây tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm trong vùng phân khúc dưới 1 tấn với cái giá trị khoảng hơn 200 triệu một chút. Thì mời các bạn cùng dõi theo cái video này của tôi nhé. Ngày hôm nay tôi mang đến đây chiếc xe tải Tesla 100, một cái chiếc xe tải đang rất hot trên thị trường xe tải dưới 1 tấn. Và ở trong cái kênh YouTube của tôi, kênh Văn Thành Auto, thì cũng đã có rất nhiều cái video liên quan đến chiếc xe tải Tesla 100 này. Hẳn là các bạn cũng đã nắm bắt được hết những cái gì mà Tesla đang sở hữu rồi. Nhưng mà ngày hôm nay đây tôi sẽ giới thiệu lại một chút về tất tần tật về chiếc xe Tesla 100 ở đây, để xem với 200 triệu thì các bạn được những gì. Và đầu tiên thì đây, muốn giới thiệu một chút đến cái vẻ bề ngoài của chiếc xe tải Tesla 100. Xe tải Tesla 100 thì được thiết kế dạng đầu dài kiểu khí động học. Với cái thiết kế như thế này thì giúp chúng ta đi xe nó sẽ lướt gió hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và tiếp đến là cái cụm đèn của Tesla 100, đó là cụm đèn bi. Đối với các cái phân khúc xe tải dưới 1 tấn bây giờ thì để tìm ra một chiếc xe tải có cái hệ thống đèn bi pha cốt độc lập như vậy thì rất là hiếm có. Đấy, thì hiện tại Tesla 100 đang sở hữu cái cụm đèn bi xe nhông. Và với cái cụm đèn này thì dải sáng của nó lên từ 150 đến 200m, cực kỳ sáng và cái độ bền của nó cũng rất là tốt. Đó, mặt ca lăng thì đã được mạ chrome với biểu tượng hình chữ D của nhà máy D2 Motor Hàn Quốc. Đó, phần dưới này là phần lưới tản nhiệt. Và ngoài cái tác dụng lướt gió của chiếc đầu dài ra thì ở cái phần đầu dài này, phần đầu này thì cũng đã được trang bị sẵn các cái ví dụ như là cái nước làm mát này, dầu phanh này, rồi là nước rửa kính, rất tiện cho việc chăm sóc bảo dưỡng xe thường xuyên. Tốt hơn, chúng ta chỉ cần lật cái nắp capo lên là chúng ta có thể tra nước rồi. Đấy, tra nước, tra dầu trên đấy. Đó, rất tiện. Điểm tiếp theo mà tôi muốn nói đến, đây ở trong phần nội thất tôi sẽ nói luôn. Đây, điểm tiếp theo mà chúng ta được khi mua xe Tesla 100 với hơn 200 triệu một chút, đó chính là cái nội thất. Để đánh giá thì nội thất của Tesla 100 ở đây là cái nội thất nguyên bản từ nhà máy về. Và với cái thiết kế hiện đại trẻ trung và được phối hai màu chủ đạo, đó là màu ghi xám và màu bạc ở đây, thì Tesla 100 trở nên bắt mắt hơn rất nhiều với hệ thống điều hòa hai chiều này. Một cái điểm rất đáng chú ý và rất hiếm có trên xe tải phân khúc dưới 1 tấn bây giờ. Hiện tại thì trên thị trường có rất nhiều dòng xe tải dưới 1 tấn, ví dụ như Thaco hay là Suzuki. Cụ thể đó, Suzuki một cái mặt hàng rất là thương hiệu từ trước đến giờ và cũng đang có giá trị rất là cao. Thế nhưng mà để có một cái điều hòa hai chiều này thì cũng rất là hiếm. Hơn nữa là cái thiết kế ở trong Suzuki ấy, nó vẫn mang cái tính chất gọi là đơn thuần và cổ điển. Nói chung là nó chỉ dành cho những đối tượng không yêu cầu nhiều gì về vẻ đẹp cũng như là các cái tính năng hiện đại thì chúng ta có thể sử dụng chiếc xe đấy. Thế nhưng với chiếc xe Tesla 100 ở đây, với các cái tính năng hiện đại như điều hòa hai chiều này, trợ lực lái điện này, rồi là cái thiết kế ở trong, thì nó rất phù hợp với những độ tuổi gọi là mới khởi nghiệp cho đến các bác trung tuổi một chút. Đấy, rất hợp lý. Và ngoài ra thì trên chiếc xe tải Tesla 100 ở đây còn được sở hữu cái động cơ Mitsubishi với dung tích 1.3 của Nhật Bản. Và như các bạn cũng biết thì Nhật Bản thì rất là nổi tiếng rồi. Và cái động cơ của họ là luôn luôn có cái độ ổn định cao này, độ tiết kiệm nhiên liệu cũng như là sức mạnh về động cơ. Đấy, thì sau đây tôi sẽ lật cái máy lên để cho các bạn xem. Động cơ của Tesla 100 thì được để ngay dưới ghế lái. Đấy, Mitsubishi nhé các bạn nha. Và động cơ là mã động cơ là 4G13S1. Đấy, ở rất nhiều chiếc xe khác, ví dụ như là Thaco thì họ để cái mã động cơ họ bảo là công nghệ của Suzuki. Thế nhưng mà nếu các bác có đi xem Thaco ấy thì hãy cứ lật máy lên, không hề có chữ Suzuki đâu. Đây, tiếp đến đó chính là cái chiếc thùng của Tesla 100. Tất cả các đại lý mà đang phân phối cái dòng Tesla 100 này ấy, thì nói về chất lượng, về xe, cabin hay là về các tiện ích ở trong nó như nhau thôi. Nhưng đến với Tedo của chúng tôi thì chúng tôi còn có cái phiên bản thùng đặc biệt và chất lượng thùng chắc chắn là sẽ hơn các bên khác rất là nhiều. Cái chất lượng thùng mui bạt nhập khẩu ở đây thì chúng tôi vừa có cái độ dày này, độ cứng cáp, độ chất lượng tốt hơn. Hơn nữa là về cái vẻ thẩm mỹ của nó cũng cao hơn rất nhiều. Và khi các bạn đến với ô tô Tedo ấy thì chúng tôi sẽ chủ yếu là phân phối cái dòng sản phẩm này thôi. Chúng tôi sẽ rất ít khi hướng khách sang cái phiên bản thùng nhà máy. Tại vì thùng nhà máy thì nó đóng thẳng inox từ dưới lên,
Như vậy thì sau một thời gian chở hàng nó sẽ rất dễ bị biến dạng cũng như là sẽ bị chửa thùng ra. Như vậy khi các bạn mua rẻ hơn vài triệu thôi, còn về các bạn lại phải sửa chữa rồi trùng tu nó, thậm chí là có thể là làm thùng mới thì nó còn đắt hơn rất nhiều so với cái việc ngay từ ban đầu các bạn đã bỏ ra tầm hơn 4 đến 5 triệu để đầu tư một chiếc thùng bạt nhập khẩu ở đây. Và chúng ta sẽ cùng đi xem cái chất lượng về thùng nhé, để cho nó xem kỹ hơn một chút. Đây, sau đây tôi sẽ mở thùng để cho các bạn cùng nắm được cái chất lượng của thùng nhập khẩu ở đây. Đây, các bạn quan sát vào đây. Khi mà chúng tôi nhập xe chassis về ấy, thì chúng tôi sẽ đem xe chassis đi để chúng tôi đặt cái phần bình nhập khẩu ở dưới này lên. Đây, với các vách này được ốp cong này, các bạn thấy các cái bản lề ở đây nó cũng rất là to, và độ dày ở đây nó cũng phải đến 2 ly đấy. Và cái sàn thùng ở đây thì chúng tôi cũng làm rất là dày và không hề có tiếng lọt bọp, không có cái độ võng. Đây, rất chắc. Như các bên khác nhá, họ cũng có thể làm cái bản thùng nhập khẩu, thế nhưng mà thứ nhất là cái bình của họ không hề ốp được ốp cong và dày như bên chúng tôi. Thứ hai là cái mặt sàn của họ ấy, cái độ võng họ rất là cao. Nếu các bạn để ý kỹ một chút, nếu các bạn có sang đấy xem, hãy đứng lên trên thùng và dẫm xem, nó sẽ có cái tiếng lọt bọp do cái độ võng của thùng và cái độ ổn định của thùng rất là kém. Nhưng ở bên Tenno này, đây các bạn thấy không, rất là chắc. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đã sơn hết cái lớp sơn tĩnh điện lên rồi, đồng bộ màu với cabin đó, thế thôi, không có gì nhiều. Thùng thì các bạn phải đến tận nơi để mà xem thì các bạn mới nhận ra được cái chất lượng của thùng bên Tenno chúng tôi. Nếu các bạn đã đi mua xe rồi, chúng ta tham khảo thường từ vài tháng thậm chí là một năm, thì chúng ta chẳng có lý do gì mà chúng ta không bỏ ra bớt chút thời gian ra, chỉ một ngày thôi. Các bạn cứ đi tham khảo hết đi, đi xem hết đi, rồi hãy đến với Tenno để xem được, các bạn sẽ nhận ra được cái chất lượng ở thùng ở bên Tenno của chúng tôi. Đấy. Và vừa rồi tôi và các bạn cũng đã đi tìm hiểu về chiếc xe tải Tenno 100. Tất cả những cái gì mà Tenno 100 đang sở hữu, nó thực sự là cái mà các bạn đang cần. Với cái mức giá hơn 200 triệu một chút thì các bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đầu tư một chiếc xe tải Tenno 100, vì nó có quá nhiều các cái công năng cũng như là cái tiện ích mà rất phù hợp cũng như là rất đi kịp với thời đại bây giờ chúng ta đang cần. Đấy. Ngoài ra thì hãy đến bên ô tô Tenno để các bạn có một cái chiếc thùng có chất lượng cực kỳ tốt và có cái vẻ đẹp thẩm mỹ tốt nữa. Và ngoài ra nữa, khi đến với ô tô Tenno, các bạn cũng sẽ được hưởng cái chế độ dịch vụ chăm sóc sau bán cực kỳ tốt. Tại vì hàng năm, hàng tháng, hàng quý thì chúng tôi sẽ luôn luôn tổ chức ra những cái chương trình tri ân khách hàng. Cụ thể đó chính là chúng tôi sẽ thay đóng dầu, lọc gió cho các bạn này, có thể chăm sóc bảo dưỡng xe. Rồi khi các bạn có nhu cầu thay phụ tùng mới thì chúng tôi sẽ khuyến mại với cái phần trăm cực kỳ hấp dẫn. Đấy, nếu các bạn có quan tâm đến chiếc xe tải Tenno 100 này hoặc nhiều cái dòng khác mà ô tô Tenno của chúng tôi đang phân phối thì hãy đăng ký kênh Văn Tình Auto của tôi để tôi có thể thường xuyên cập nhật về các cái dòng xe tải cực kỳ chất lượng mà Tenno đang phân phối, cũng như là giá cả của những chiếc xe đó, để các bạn mặc dù các bạn không có thời gian đi xem tận nơi ấy, thì các bạn cũng có thể nắm bắt được các cái dòng xe tải đang hot trên thị trường cũng như là giá cả của từng chiếc xe đấy. Và ở cuối video thì tôi cũng xin phép báo giá chiếc xe tải Tenno 100 với phiên bản thùng mui bạt nhập khẩu ở đây mà ô tô Tenno của chúng tôi đang phân phối, đang có giá là 237 triệu. Ngoài ra khi mua xe trong tháng 4 này thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều gói quà ưu đãi, và trong đó thì sẽ có 2 triệu tiền mặt được chuyển thẳng từ nhà máy về tài khoản của khách hàng. Đấy. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.